Hello, xin chào cô chú anh chị. Chúc cho cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ha anh chị ha. Hôm nay thì em sẽ quay và giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái mẫu xe. Và cái dòng này thì anh chị nào mà đã biết chơi thì cứ chơi ha, còn bình thường mới chơi xe lần đầu tiên thì nên bỏ qua ha. Đây. Hello anh. Cái xe đẹp không? Đẹp anh. Đó. Mã nhìn sang động. Anh chị nhìn cái logo này thôi là anh chị biết rồi ha. Đây là dòng xe là mẹt. Thì cái dòng này em cũng đã nói rồi, là những cái dòng xe này á, khi anh chị mua á, thì cái bảo trì bảo dưỡng của những dòng xe này á, thì nó hơi khắt khe hơn một chút so với những cái dòng thông thường ha. Nhưng mà được có cái là giá tiền vừa phải, là mình có thể là có một chiếc xe để trải nghiệm chạy ha, trên đường. Và form dáng thì rất là đẹp. Cái dòng mẹt này á, thì được có cái là chị biết sao, đi rất là đậm chắc. Và thứ hai là bên trong ha, ngồi rất là coi gọi là êm ái và cách âm cực kỳ tốt luôn này. Này, biển số 60 Đồng Nai. Tài thấy ngầu không? Ngầu, đèn led quá đẹp. Ngầu luôn. Rồi, cho anh chị mình ra phía sau. Này, Tài nè Tài. Đó. Có chiếc này tán gái sướng không? Hết bài luôn anh, hết nước chấm luôn. Rồi chiều nay anh cho em mượn á, em đi Sài Gòn, ra vòng vòng Sài Gòn quận 1 ha, tán gái. Dạ. Đi bài luôn, logo mẹ nè. C200. Con dáng mình thùng thì không chê vào đâu được. Đây, mời anh chị đây. Nhìn anh chị nhìn nè. Rất là dày đó, cho nên là cách âm ha, và chạy cực kỳ đầm luôn. Và trang bị là mâm nè, mâm đúc nè ha, 4 thắng đĩa ABS. Chị nhìn cái mình thùng này coi này, cọ là đau tay luôn, tại vì cái phân khúc này nó rất là dày đó. Những anh chị nào mà ha muốn trải nghiệm đi trên những chiếc xe đắt tiền ngày xưa mà đến bây giờ giá nó vừa phải thôi. Giá nhiêu? Giá chỉ có là 265 triệu, đời 2008, và máy chỉ có là 1.8. Riêng những cái dòng xe này á, thì máy 1.8 thì mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ha, là nó cũng khoảng là 9 đến 10 lít trên 100 cây. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 24. Cho những cái anh chị nào, anh em nào muốn trải nghiệm chạy ha. Rồi Tài, mình đi sâu và đi chi tiết cho cái chiếc xe này để cho anh chị mình cùng xem và tìm hiểu ha Tài. Dạ. Trước tiên là đi vô bên trong đi, cho anh chị mình ngắm bên trong cái nội thất của chiếc xe. Em mời anh chị chúng ta cùng đi vào phía bên trong nha anh chị. Đây, xe của mình là xe chỉnh điện nha anh chị. Nè, ghế chỉnh điện anh chị. Đây. Ghế là chỉnh điện hả anh chị. Rất là rộng rãi anh chị. Anh chị nhìn nè, vô lăng của mình là vô lăng tích hợp. Vô lăng còn khá là đẹp. Đây là một cái dòng xe mà hạng thương gia nha anh chị, cho nên là vô lăng đẹp lắm. Anh chị cùng xem nè. Kính bấm auto nha anh chị. Gương gập điện anh chị. Gương gập điện anh chị. Gương chỉnh điện luôn nè. Rồi anh chị cùng xem ha. Xe của mình thì đây là màn hình rinh theo xe luôn nha anh chị. Nghe nhạc là cực kỳ sướng luôn. Đặc biệt là cái dòng mà Mercedes này là anh chị biết không, đây là một cái thương hiệu mà phải nói là cái dòng này nghe nhạc cực kỳ sướng. Mấy cái loa này bảo đảm luôn anh chị, đến đây anh chị trải nghiệm nghe nhạc hay lắm. Cái chất âm của cái xe mà dòng Mercedes này thì khỏi phải chê nữa anh chị. Xe của mình là được trang bị số tự động nha anh chị. Điều hòa auto tự động luôn anh chị nè. Rất là mát, cực kỳ mát luôn. Xe này là một cái phân khúc thuộc cái hạng thương gia nha anh chị, cho nên là đi là rất là sướng, rất là đầm chắc luôn. Tất cả một cái chi tiết nè, tấp bi tấp lô nè. Xe của mình thì được trang bị là 4 túi khí nha anh chị. Hai ghế trước nè, ghế sau nè, là 4 túi khí hết anh chị. Rồi xe mình được cái mát nữa là sao anh chị? Cái trần nỉ rin theo xe luôn. Đây, trần nỉ rin theo xe luôn. Và tất cả mình sử dụng tính năng này mình nè. Mình sửa bật công tắc đây. Mình ngồi yên tại chỗ bên ghế tài đây. Mình sử dụng nè, rất là đơn giản ha, rất là dễ. Đèn đuốc nè anh chị ha. Ok hết. Trần nỉ rin theo xe luôn nha, nhìn là rất là sang trọng. Rồi anh chị nhìn tiếp theo nè. Đây. Này. Chứa đồ, để rất là tiện lợi anh chị ha.
nhìn rất là sang trọng. Và thêm nữa là xe của mình là ở phía ghế phía sau anh chị, có cái họng nè, họng gió mát nữa nè, cho nên là mình ngồi bất cứ hàng ghế nào phía sau đây cũng đều mát hết anh chị. Và thêm cái nữa anh chị thấy không, ghế da xịn luôn nha anh chị, cái logo của Mercedes luôn, ngồi rất là thoải mái. Đây là mình có thể là chỉnh điện nè, chỉnh bật ngửa ra phía sau nè, thoải mái luôn. Cái xe này là một cái xe mình có thể là nghỉ trưa ở trên đây nè, vô mình mở máy lạnh lên đây và mình trải nghiệm nè, mình có thể là nằm dài lên đây luôn anh chị thấy không. Ok, rất là tuyệt vời, ghế chỉnh điện luôn. Anh chị cùng xem, cùng trải nghiệm với bên em ha. Rất là tiện lợi, đặc biệt vô lăng nè, rất là đầm chắc anh chị. Và khi chúng ta chạy rất là cảm giác lái anh chị. Đã không Tài? Đã quá anh ơi. Ngồi vô ghế này sang Tài, sang hẳn lên liền. Dạ. Yeah. Đẹp trai liền, bước xuống cái xe này, bước xuống một cái là coi như là bao nhiêu em quay quanh. Dạ, yeah. Cảm ơn anh. chắc phải mượn chiếc này đi vòng hướng rồi, để biết nay, cảm giác. Chiều nay anh cho em mượn, đó để em đi. Rồi ra ghế phía sau coi ngồi có yeah. Ngon không? Xin mời anh chị chúng ta cùng đi vào cái băng ghế phía sau nha anh chị. Đã không Tài? Đúng rồi, cái băng ghế phía sau này ngồi thoải mái anh. Em thấy cảm giác cái độ dựa, mình ngồi mình dựa phía sau này, mình xe mình đi đường dài đi rất là khỏe. Dạ. Là... Yeah. Những cái xe này thì anh chị biết là trước đây là mua ha, nếu mà thời 2008 nó mà mua xe này cũng là gọi là đại gia mới mua được. Và những sếp người ta mới đi những xe này, cho nên là thiết kế từ bên trong cho đến ngoài ha. Tuy là nó đời cổ thôi, bây giờ nó giá trị nó không còn bao nhiêu, nhưng mà có cái được cái chất lượng ha, mình ngồi mình thấy cũng rất là sướng. Đó, và anh chị mà mua những cái xe này thì em nói rồi đó, lúc ban đầu là những anh chị nào mà đã chơi xe, rành về xe nhiều thì mới nên ha. Còn những anh chị nào mà mới chơi xe lần đầu tiên, chưa hiểu về xe nhiều thì đừng nên ha, thì cũng bỏ qua luôn. Tại vì những cái dòng xe này thì cái bảo trì bảo dưỡng của nó thì nó phải khắt khe hơn một chút so với những dòng xe khác. Nên là khi anh chị xài xe này phải hiểu biết về nó thì nên xài. Nhưng đã xài rồi thì sẽ thích, rất là sướng luôn. Có hộp gió phía sau này, cũng mang nó tùy tay này. Nhưng là anh em nào mà thích đam mê, muốn trải nghiệm những cái dòng xe nhập như thế này, có thể là chọn này. Rất thoải mái, ngọt trần, da lộn. Đẹp quá. Không, mà cái dòng này ngồi ở phía sau này thấy cực kỳ sướng, cực kỳ thoải mái luôn. Giống như mình được cảm giác, giống như mình được hưởng thụ vậy á. Nên là anh chị nào mà muốn sở hữu một cái chiếc xe, một cái dòng mà thương gia, mà để mà mình trải nghiệm, để mình đi lanh quanh, đi uống cà phê, cà pháo, chiếc xe này cũng là một cái chiếc xe mà phải nói là rất là hợp lý. Rồi, bây giờ mình đi ra ngoài đi. Mát quá. Rồi, và tiếp theo thì em mời anh chị chúng ta cùng xem về cái phần cốp phía sau ha. Cốp phía sau rất rộng rãi, sạch sẽ, sang trọng, rất là rộng rãi luôn. Đây, bánh xe cua nha anh chị. Đồ nghề bánh xe cua rồi. Đặc biệt là có cái cảnh báo an toàn luôn. Nhìn rất là sang trọng anh chị. Cốp rộng rãi. Anh chị, đặc biệt là tất cả những cái cảm biến này phía sau này anh chị nè. Cảm biến phía sau này, tất cả những cái là đều hoạt động bình thường hết nha anh chị. Xe 200. Thùng bọng rất là cứng cáp nha anh chị, rất là dày. Tiếp theo thì em mời anh chị chúng ta cùng đi một vòng qua bốn cánh cửa nha, để chúng ta cùng xem, theo dõi được cái độ sang trọng của chiếc xe. Đây, anh chị thấy đây là một cái dòng Mercedes nha, xe 200 thiết kế này, rất là tinh tế nha anh chị. Đây là một cánh cửa phía trước bên tài. Nhìn ok ha, còn khá là tương đối ha anh chị ha. Kêu chỉ thì những cái dòng này thì nó cũng nằm ở mức là tương đối chứ không phải là đẹp xuất sắc nha anh chị. Anh chị xem mà trong cái nách cửa nè là còn nguyên bản hết.
mời anh chị cùng xem những cánh cửa ha. Tấp bi tấp lô này anh chị còn khá là đẹp. Keo chỉ nè, keo chỉ còn tương đối anh chị ha. Đặc biệt anh chị thấy bánh mâm mới tinh nè, cực kỳ đẹp. Bốn cái lớp là còn khoảng là 70% nha anh chị. Cái này là mâm lớn nha anh chị, lớp thì mỏng cho nên là tạo chúng ta một cái cảm giác rất là đầm chắc, rất là khỏe, rất là thể thao nha anh chị. Anh chị cùng xem nè, tấp bi tấp lô nè, còn khá là đẹp. Chất xe là còn đẹp lắm anh chị. Kêu chỉ còn nguyên hết anh chị. Rồi em mời anh chị chúng ta cùng xem tiếp cánh cửa nè. Này bốn cánh cửa là đều như nhau hết, rất là sang trọng. Khi mà xem xe trực tiếp thì anh chị sẽ cảm nhận được cái độ sang trọng của chiếc xe. Và đặc biệt là xe của mình á là được có trang bị là ghế chỉnh điện hết luôn anh chị. Ghế bên tài, ghế bên phụ đều có trang bị là ghế chỉnh điện hết nha anh chị. Rồi, tiếp theo thì em xin mời anh chị chúng ta cùng xem về cái phần khoang máy. Đây cái capo của chúng ta là chúng ta sẽ mở lên như thế này luôn nè anh chị. Rồi nhìn khoang máy ha, khoang máy khá là sạch sẽ nha anh chị. Vậy nhìn ha, khoang máy rất là sạch sẽ. Và những cái dòng này thì bên em về cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi, cho nên là anh chị thấy không, xe có trang bị thắng ABS luôn nè, chống bó cứng, chống trơn trượt, cho nên là rất là an toàn nha anh chị. Để em mở cho anh chị cùng xem luôn. À, coi thử là xe, xe không có bị đổ hơi gì anh chị ha. À, ok, máy móc là ok. À, đặc biệt là xe của mình là không có đâm đụng gì anh chị ha, keo chỉ là ok, còn tương đối đẹp. Đây carbon theo xe luôn anh chị. Vừa rồi thì em Tài cùng với lại anh Ngọc Anh thì cũng đã review cái chiếc xe Mercedes đời 2008 nha anh chị. Và hiện tại là bên em đang bán với giá là 265 triệu. Cái giá này thì bên em sẽ còn bớt lọc cho anh chị nào mà đến xem xe và chốt cái chiếc xe này. Và tất cả quý cô chú anh chị em nếu như mà quan tâm tới chiếc xe này thì hãy nhắc máy lên, vừa gọi đến tổng đài nhân viên của bên em với số điện thoại là 0777 55 462, hoặc với số điện thoại là 0988 111 554. Và em cũng xin được kết thúc cái video tại đây và xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần sau ạ.